Tại sao tôi không còn đăng bán hàng trên các trang mạng xã hội nữa? Xin chào anh chị, tôi là Quang Nam. Hiện tại Nam đang là một huấn luyện viên cuộc sống. Trong hơn 2 năm vừa qua, Nam cùng với các cộng sự của mình đã giúp cho hàng trăm anh chị có được tiền tài, sức khỏe và hạnh phúc. Trước đây, Nam đã từng kinh doanh khá nhiều những cái sản phẩm và dịch vụ, vừa có kinh doanh truyền thống, vừa có kinh doanh online. Nam cũng hay đăng các sản phẩm của mình lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Thời gian đầu thì mình cũng bán được hàng từ những người thân trong gia đình, những người bạn bè thân hiểu, họ mua ủng hộ. Nhưng càng về sau thì chả còn mấy khách hàng mua nữa. Và các bài đăng những cái sản phẩm của mình trên các trang xã hội như là Facebook, Zalo cũng không có tương tác, không mấy ai quan tâm. Và từ đó doanh thu và lợi nhuận cũng rất ít. Cho đến khi Nam biết được rằng bán hàng không chỉ là bán sản phẩm. Tại sao cùng một mặt hàng, cùng một sản phẩm, chất lượng như nhau, giá cả như nhau mà khách hàng không mua của mình mà lại mua của người khác? Và khi Nam biết được rằng khách hàng mua hàng không phải vì sản phẩm mà vì giá trị của mình, thì Nam không còn đăng các sản phẩm lên các trang mạng xã hội nữa, mà thay vào đó Nam tập trung vào xây dựng giá trị và mạng lưới mối quan hệ xung quanh mình. Và từ đó công việc kinh doanh của Nam phát triển rõ rệt. Vậy thì bước đầu tiên anh chỉ cần làm đó là đừng chỉ tập trung vào việc bán hàng. Đừng chỉ tập trung và nhìn vào túi tiền của khách hàng mà hãy hỏi rằng liệu tôi có thể mang lại giá trị gì cho khách hàng của tôi. Thay vì chỉ tập trung vào việc bán hàng, chúng ta hãy tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Và muốn trao giá trị cho khách hàng thì điều đầu tiên anh chị chúng ta cần phải trở thành một người có giá trị. Và đó chính là bước thứ hai, hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Bởi vì chuyên gia thì được trả tiền, còn người không chuyên thì phải trả tiền. Anh chị thử để ý xem những người nào mà chuyên gia trong lĩnh vực của họ, như là bác sĩ, luật sư, kỹ sư thì họ được trả rất nhiều tiền. Vậy thì nếu như chúng ta muốn bán được nhiều hàng, muốn khách hàng tin tưởng, yêu quý và mua nhiều sản phẩm từ chúng ta, vậy thì anh chị hãy trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình và hãy mang giá trị của mình trao cho khách hàng, trao cho thị trường. Thì Nam chắc chắn rằng dù anh chị có đang kinh doanh về sản phẩm hay dịch vụ gì thì anh chị cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vì chúng ta đang chạy theo giá trị chứ không phải chạy theo đồng tiền. Đây là hai bước để giúp anh chị có thêm chiến lược để phát triển công việc kinh doanh của mình hiệu quả hơn. Nếu như hiện tại anh chị đã muốn phát triển công việc kinh doanh của mình, hay xây dựng một hệ thống kinh doanh nhưng chưa biết cách làm, chưa nắm được quy trình, thì anh chị hãy tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân Tràm Tài Hỏa Vàng để cùng Nam học tập, mài dũa, rèn luyện và phát triển công việc kinh doanh của mình ngày càng phát đạt hơn. Anh chị comment phía dưới hoặc ấn vào link tham gia vào nhóm rèn luyện của Nam ở tên tường. Chúc cho anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả.